Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 12 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Ngày làm việc thứ hai kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 16. Huyện Văn Giang sát nhập một số cơ quan nhằm giảm đầu mối. Công an tỉnh biểu dương các gia đình công an tiêu biểu và khen thưởng học sinh giỏi. Sản lượng nhãn ở huyện Khoai Châu năm nay ước đạt 20.000 tấn quả. Các hộ dân ở chung cư thu nhập thấp PH Hưng Yên phản đối giá dịch vụ tạm thu của chủ đầu tư. Khởi tố vụ án lập khống giấy tờ để thanh toán bảo hiểm xã hội tại Trung tâm Y tế huyện Mỹ Hào. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 12 tháng 7, kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 nhiệm kỳ 2016-2021 bước sang ngày làm việc thứ hai. Dự kỳ họp có ông Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các ông bà Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ông bà đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Buổi sáng, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thảo luận tại 5 tổ về các vấn đề đặt ra trong phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2018 và các nội dung của tờ trình dự thảo nghị quyết trình bày tại kỳ họp. Tại các tổ thảo luận, ý kiến phát biểu các đại biểu đều nhất trí với các báo cáo và tờ trình dự thảo nghị quyết đã được trình bày tại kỳ họp. Có nhiều ý kiến đóng góp xác đáng gửi tới cơ quan liên quan để giải quyết những vấn đề đặt ra trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương. Buổi chiều kỳ họp làm việc tại hội trường được tường thuật trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, ông Đặng Minh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh trình bày tổng hợp các ý kiến kiến nghị của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tại các tổ thảo luận. Gần 50 ý kiến của đại biểu trong phần thảo luận ở tổ yêu cầu các cơ quan hữu quan trả lời làm rõ về từng nhóm vấn đề cụ thể trên các lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn, tài nguyên môi trường, giao thông vận tải, an ninh trật tự. Đề nghị Ủy ban tỉnh xây dựng cơ chế chính sách giúp nhân dân có đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, nhất là sản phẩm nhãn năm 2018. Cơ chế chính sách khuyến khích chăn nuôi xa khu dân cư. 2. Đề nghị tỉnh có lộ trình đầu tư xây dựng trạm bơm Cầu Mây, huyện Văn Giang để lấy nước từ sông Hồng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Hiện nay, hệ thống Bắc Hưng Hải bị ô nhiễm nặng, người dân vẫn phải dùng hệ thống nước tưới từ sông này, do đó không đảm bảo cho việc sản xuất. 3. Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh có giải pháp hỗ trợ thúc đẩy phát triển hợp tác xã sản xuất nông nghiệp kiểu mới gắn với tiêu thụ sản phẩm, nhất là hỗ trợ về đất đai, vốn, cơ chế chính sách, cần xây dựng và ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu và tăng cường chỉ đạo quyết liệt để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. 4. Kế hoạch ngân sách năm 2018 chưa bố trí kinh phí để hỗ trợ thực hiện mục tiêu tích tụ dụng đất. Đề nghị Ủy ban tỉnh bố trí. 5. Hiện nay, một số công ty được giao làm chủ đầu tư cung cấp nước sạch nông thôn. Khi triển khai, đã thu phí lắp đặt đồng hồ từ 2,5 triệu đến 4,5 triệu đồng một hộ, tùy theo địa phương, mà không có sự thống nhất với nhân dân về giá lắp đặt. Đề nghị Ủy ban dân tỉnh chỉ đạo kiểm tra xem xét mức thu trên có đúng quy định của nhà nước không và giải thích nguyên nhân khác nhau, mức thu khác nhau ở mỗi địa phương. Hai lớn về lĩnh vực tài chính, ngân sách, thu hút đầu tư xây dựng. Một, đề nghị nâng cao trách nhiệm quản lý của cơ quan thuế tại địa phương trong việc thu thuế hộ kinh doanh, tức là hộ kinh doanh cá thể đấy. Có biện pháp kiên quyết trong việc xử lý nghiêm túc các doanh nghiệp nợ thuế, trốn thuế trong nhiều năm qua. Hai, đề nghị tỉnh cần kiểm tra, xử lý trách nhiệm, nghĩa vụ của doanh nghiệp đầu tư hạ tầng và các hộ sản xuất kinh doanh trong làng nghề, trong các cụm công nghiệp. Tránh tình trạng chuyển nhượng đất với giá cao như giá đất ở một số nơi như ở Yên Mỹ, ở Văn Lâm.
về hỗ trợ phát triển các cụm công nghiệp. Ngân sách tỉnh có đảm bảo được khả năng thực hiện hay không? Hiện nay toàn tỉnh có 33 cụm công nghiệp. Đề nghị báo cáo rõ đường cấp đường và mức đầu tư 50% đường vào cụm công nghiệp là bao nhiêu tiền. Giải ngân vốn kế hoạch đầu tư đã triển khai quyết liệt. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân đạt thấp 33,1%. Một số dự án có nguồn vốn trung ương như dự kiến của đê tả sông Luộc triển khai rất khó khăn. Khả năng chính phủ có chỉ thị cắt vốn nếu không triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ. Kiến nghị với tỉnh cần chỉ đạo chủ đầu tư, nhà đầu tư tập trung chỉ đạo thực hiện. Bốn lớn về lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường, giao thông vận tải và xây dựng. Một, đề nghị tỉnh triển khai việc cắm mốc quy hoạch, rà soát, quản lý chặt chẽ việc quy hoạch chung các khu đô thị. Dự án khai thác tài nguyên cát trên địa bàn xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang cần phải được công khai dân chủ, tránh tình trạng bức xúc của người dân. Hai, đề nghị tỉnh quan tâm đến các khu công nghiệp, khu cụm công nghiệp chuẩn bị triển khai, cần đánh giá năng lực của nhà đầu tư trước khi nhận vào tỉnh, tránh tình trạng dự án dở dang hoặc hoạt động nhưng gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị quan tâm kiến trúc cảnh quan đô thị, Sở Xây dựng phê duyệt quy hoạch gửi các địa phương để thuận tiện cho quản lý. Quản lý xây dựng kém, chất lượng đô thị thấp, huyện cần tăng cường quản lý và đô thị xấu. Về lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế. Một, Ủy ban nhân dân tỉnh cần căn cứ vào kế hoạch phân luồng giáo dục đến năm 2020 để chỉ đạo các nhà trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh phù hợp, đào tạo nguồn nhân lực, lao động, tránh tình trạng gây thừa thầy thiếu thợ, đưa thêm các giải pháp khuyến khích khởi nghiệp, sáng tạo khối thanh niên, học sinh, sinh viên trong báo cáo kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm. Hai, liên quan đến khám chữa bệnh, bảo hiểm xã hội, đại biểu phản ánh hiện nay các trạm y tế xã cơ bản không được sử dụng bảo hiểm y tế. Điều này vừa gây quá tải đối với tuyến huyện, vừa gây khó khăn và mất thời gian đi lại cho người dân, đề nghị có giải pháp khắc phục. Tình trạng dạy thêm, học thêm còn tràn lan, đồng thời đưa ra giải pháp phù hợp để hạn chế tình trạng trên. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn có diễn biến phức tạp, đề nghị Ủy ban dân tỉnh quan tâm chỉ đạo, cần có giải pháp quản lý đối với người lao động nước ngoài đang làm việc tự do tại các doanh nghiệp sản xuất tái chế nhựa ở Văn Lâm đang gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn. Dưới sự điều hành của ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, kỳ họp bước vào phần chất vấn và trả lời chất vấn của lãnh đạo các sở ngành hữu quan, ý kiến cử tri và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh chất vấn ông Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về các nội dung giá đồng hồ lắp đặt nước máy ở các địa phương không đồng nhất, chất lượng nước của nhiều nhà máy chưa đảm bảo, việc xúc tiến tiêu thụ nhãn, hỗ trợ giống lúa nảy mầm thấp, chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa, khắc phục tình trạng nông sản được mùa thì mất giá. Sau phần trả lời chất vấn của ông Nguyễn Văn Doanh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ông Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, phát biểu làm rõ một số vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm. Tỉnh đã có rất nhiều các cái cơ chế chính sách, từ cái việc hỗ trợ thành lập các cái hợp tác xã kiểu mới, có cái liên kết từ cái khâu sản xuất đến cái việc chế biến rồi tiêu thụ các cái sản phẩm, quy định rất rõ và tạo mọi cái điều kiện thuận lợi cho các cái hợp tác xã này hình thành và phát triển, để làm sao chúng ta vừa đảm bảo cái việc sản xuất nó có cái hiệu quả, nhưng cái việc mà cái đầu ra cho các cái sản phẩm nông nghiệp nó cũng ổn định và cái giá trị cái sản xuất nông nghiệp của chúng ta cao, để làm sao tăng cái thu nhập cho bà con nông dân. Thứ hai là tỉnh đã tổ chức rất nhiều các cái hội chợ để xúc tiến tiêu thụ các cái sản phẩm nông nghiệp của tỉnh. Và trong các cái hội chợ này thì
mời rất nhiều các cái doanh nghiệp đến để tham gia giới thiệu sản phẩm rồi để ký kết các cái hợp đồng tiêu thụ. Đặc biệt là gắn với các cái hội chợ này là các cái hội nghị kết nối cung cầu giữa các cái hợp tác xã, các cái doanh nghiệp trên địa bàn của tỉnh, các cái doanh nghiệp mà thu mua các cái nông sản trên địa bàn của tỉnh để gắn kết với các cái doanh nghiệp, các cái siêu thị lớn và tiêu thụ sản phẩm rồi xuất khẩu các cái sản phẩm nông nghiệp của chúng ta. Xây dựng cả các cái danh mục các cái doanh nghiệp, các cái siêu thị lớn về xuất khẩu, tiêu thụ nông sản, chế biến nông sản để các cái hộ nông dân, các hợp tác xã, các cái doanh nghiệp nông nghiệp ở trong tỉnh có cái điều kiện tiếp cận và trao đổi thông tin. Thế và tỉnh cũng đã tổ chức các cái đoàn xúc tiến thương mại và mời các cái doanh nghiệp, các cái hợp tác xã để tham gia vào đoàn để làm sao đó có thể các hợp tác xã, các cái doanh nghiệp có cái cơ hội để tiếp cận các cái thị trường, tiếp cận với các cái doanh nghiệp mà có cái năng lực để xuất khẩu cũng như là tiêu thụ các cái sản phẩm. Liên quan đến cái vấn đề việc cái chương trình nước sạch, rất nhiều cử tri trong cái tiếp xúc các cái đại biểu của Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa rồi có phản ánh về cái việc triển khai cái chương trình nước sạch, đặc biệt là cái việc đấu nối đồng hồ, cái chất lượng nước cũng như là cái giá nước hiện nay. Thế thì xin báo cáo các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân và toàn thể cử tri. Tỉnh chúng ta thì hiện nay có 43 cái nhà máy nước. Trong đấy 26 cái nhà máy nước được đầu tư bằng cái nguồn vốn vay của chương trình mục tiêu quốc gia là 16 nhà máy. Và 10 nhà máy là theo cái chương trình vay cái nguồn vốn World Bank. Cả 26 cái nhà máy nước này thì hiện nay đang cấp nước cho 42 xã với tổng cái mức đầu tư là khoảng 700 tỷ đồng. Trong cái 700 tỷ đồng này, cái sự đóng góp của người dân theo chương trình đã được cấp trên phê duyệt, ở đây là chính phủ phê duyệt, là người dân phải đóng góp khoảng 10% cái giá trị, thì hiện nay cái giá trị đóng góp ở trong các cái công trình này đã vào khoảng hơn 70 tỷ. Và có thể nói là kể cả cái nhà máy nước của thành phố Hưng Yên của chúng ta trước đây mà đầu tư bằng cái nguồn vốn ngân sách 100% thì cũng cái việc thu cái tiền đóng góp của người dân thông qua cái việc lắp đặt đồng hồ cũng đã thực hiện nhiều năm nay. Và không phải chỉ là Hưng Yên mà nhiều tỉnh Thái Bình, Hà Nam, Hải Dương, rồi Nam Định thì cái việc mà đóng góp, huy động, xây dựng nông thôn mới, trong đó có việc lắp đặt các cái cụm đồng hồ thì gần như là tỉnh nào cũng có cái sự huy động, đóng góp của người dân trong cái việc này. Nghị định 117 của Chính phủ quy định về cái quản lý các cái công trình nước và tiêu thụ nước thì quy định rằng là cái việc lắp đặt các cái đồng hồ nước là trách nhiệm của chủ đầu tư đồng bộ đến tận đồng hồ cho người dân hoặc có thỏa thuận khác. Thế thì sau cái nghị định 117 này thì cái việc đầu tư trong cái lĩnh vực nước sạch ở khu vực nông thôn là hết sức khó khăn vì địa bàn đầu tư rất rộng. Cái việc tiêu thụ nước thì ít, rất ít nhà đầu tư tham gia. Cho nên chính phủ đã có rất nhiều các cái văn bản để khuyến khích các cái doanh nghiệp đầu tư vào trong cái lĩnh vực nông thôn, đặc biệt là trong cái lĩnh vực nước sạch. Và chúng ta biết là cái nghị định 210 và mới đây nhất là cái nghị định 57 của chính phủ ngày 17 tháng 5 năm 2018 thì cũng quy định cái cơ chế để hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp trong cái lĩnh vực ngành nước trong cái lĩnh vực này. Nhưng mà ở đây đặc biệt là cái việc là chính phủ cũng thấy rằng là cái việc mà đầu tư cho nước sạch nông thôn là vấn đề ngoài cái việc hỗ trợ của nhà nước thì cần phải có cái sự tham gia tích cực của người dân
rồi của các cái doanh nghiệp, các cái đơn vị khác trong cái liên kết để tạo cái nguồn lực làm sao đó cái cung cấp được cái nước sạch cho người dân. Và chính vì vậy thì Thủ tướng Chính phủ cũng đã có cái quyết định cho phép xã hội hóa thực hiện cái việc cấp nước sạch bằng cái việc huy động các cái nguồn vốn đóng góp, trong đấy có việc đóng góp của người dân. Và chính vì như vậy thì tỉnh chúng ta đã kêu gọi mời được 13 doanh nghiệp đầu tư vào trong cái lĩnh vực nước của tỉnh chúng ta. Và như vậy là chúng ta đã giải quyết được cho đến nay thì 161 xã, phường của chúng ta thì đều có đơn vị là cung cấp vào để đầu tư cái công trình nước sạch. Như vậy là chúng ta đầu tư 700 tỷ, thế nhưng mà chỉ được có 42 xã. Bây giờ kêu gọi 13 doanh nghiệp vào đầu tư và trong phạm vi 2 năm thì đến nay đã trải dài cả cho tất cả 161 xã, thị trấn trong phạm vi toàn tỉnh. Tiếp đó, ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ tọa điều hành nội dung chất vấn tại kỳ họp nhấn mạnh, kỳ họp này dành nhiều thời gian để các đại biểu hội đồng chất vấn lãnh đạo các ngành hữu quan về ý kiến kiến nghị của cử tri đã phản ánh qua các cuộc tiếp xúc trước kỳ họp. Yêu cầu các đại biểu trả lời ngắn gọn, đi thẳng vào nội dung câu hỏi và đánh giá phần trả lời chất vấn của lãnh đạo ngành nông nghiệp. Riêng cái nhóm vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn đấy, thì đây là một cái vấn đề mà nó tương đối rộng. Nên là phiên đầu, cái thời gian đầu của phiên chất vấn thì chủ tọa kỳ họp cũng dành cái thời gian thỏa đáng để các vị đại biểu hội đồng nhân dân rồi để chất vấn, rồi để thời gian thỏa đáng để ông giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, rồi ông Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh trả lời, giải trình và làm rõ những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm. Về theo nội dung chương trình thì báo cáo với các vị đại biểu hội đồng là dành toàn bộ thời gian buổi chiều hôm nay và đầu giờ sáng buổi làm việc ngày mai cho cái nội dung của phiên chất vấn. Thế, tuy nhiên thì đề nghị các ông giám đốc các sở ngành ấy, là chúng ta rút thời gian làm sao đi như ban đầu tôi đặt vấn đề là đi thẳng vào vấn đề này. Và những cái vấn đề gì chúng ta đi thẳng và được hay chưa được, hoặc là tới đây cần phải làm thêm những cái giải pháp gì, hoặc là cần phải đề nghị kiến nghị với Thường vụ Tỉnh ủy rồi Trung ương như thế nào, thì nó ngắn gọn thôi, chứ tránh tình trạng vừa rồi chúng ta cũng hơi dài. Thế thì qua ý kiến của ông giám đốc Sở Nông nghiệp rồi của ông Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh thì tôi đề nghị có mấy ý thế này thôi. Riêng cái nhóm về nông nghiệp phát triển nông thôn ấy, thì thứ nhất là những cái nội dung gì mà ông giám đốc Sở Nông nghiệp đã báo cáo trước kỳ họp là thời gian tới sẽ cho kiểm tra đôn đốc và đề xuất với Ủy ban nhân tỉnh, thì đề nghị là thời gian tới là ông cho kiểm tra đôn đốc giúp để làm sao mà sau kỳ họp này là có chuyển những cái việc là có chuyển. Đấy là việc thứ nhất. Việc thứ hai là vấn đề cử tri quan tâm về hỗ trợ kinh phí bàn giao công trình thủy lợi, trạm bơm từ xã quản lý về công ty khai thác công trình thủy lợi mà hiện nay giấy tờ không giữ được. Hiện nay thuộc cái nhóm mà giấy tờ chứng minh cho cái tài sản đó là không giữ được. Thì đề nghị là Sở Nông nghiệp phối hợp với Sở Tài chính làm sao đấy nghiên cứu và đề xuất cụ thể cái giải pháp với Ủy ban tỉnh để làm sao mà chúng ta giải quyết cho thấu tình đạt lý. Chứ không, cái nội dung này thì báo cáo với các vị đại biểu là những kỳ họp gần đây thì kỳ nào cũng ý kiến cử tri cũng có nội dung này. Thế mà khi chúng ta giải quyết thấu tình đạt lý rồi thì chúng ta trả lời công khai cho các xã nắm được. Đấy là nội dung thứ hai. Nội dung thứ ba về vấn đề sử dụng nước sạch và chất lượng nước của các nhà máy thì có lẽ là ông Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh báo cáo trả lời giải trình là tương đối rõ rồi. Tuy nhiên là ở đây là chúng ta phải làm sao tuyên truyền để người dân thấy được cái lợi ích khi dùng nước sạch, đấy là quan trọng, lợi ích khi dùng nước sạch. Đấy là hai nữa là công khai cái giá
giá lắp đặt để dân biết và công khai những cái chế độ chính sách mà khi mà người dân sử dụng nước sạch thì được hưởng thụ. Đấy, thí dụ như ông Phó Chủ tịch nói là khi lắp đặt thì sau này sẽ được trừ vào cái giá sử dụng. Đấy, tức là mình công khai để người dân biết. Và từ đó thì tôi nghĩ là người dân sẽ yên tâm. Đấy, vấn đề ở đây là chúng ta tuyên truyền để người dân làm sao dùng nước sạch, thấy được cái lợi ích. Hai là công khai những cái chế độ chính sách và công khai những cái mức giá. Đấy. Thế rồi là để làm sao mà người dân người ta thấy được cái lợi ích đó. Và cái lĩnh vực thứ tư thì tôi đề nghị thế này. Đề nghị Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và ông Giám đốc Sở ấy, là tham mưu cho Ủy ban tỉnh rồi cùng với các huyện, thành phố là làm sao triển khai có hiệu quả về quy hoạch nông nghiệp và tái cơ cấu nông nghiệp, hướng tới một nền nông nghiệp hiện đại và phát triển bền vững và tăng cường tích tụ ruộng đất nhằm hình thành các vùng chuyên canh sản xuất lớn. Cái này thì thảo luận tổ thì các tổ cũng có ý kiến như vậy. Và chủ trương của tỉnh thì cũng đã có chủ trương rồi về vấn đề tích tụ ruộng đất. Hai nữa là đề nghị là kiểm tra xem xét đồng bộ các công trình thủy lợi và kênh mương trên toàn tỉnh để làm sao mà chúng ta quản lý hệ thống trạm bơm kênh tiêu phục vụ tưới tiêu nông nghiệp nó hiệu quả hơn. Và đặc biệt là phối hợp với các ngành chức năng liên quan xử lý nghiêm và quyết liệt ở đây cả các huyện đấy, các cái hành vi lấn chiếm cái hành lang công trình thủy lợi và bảo vệ cái công trình thủy lợi. Cái này thì tỉnh đã có chủ trương rồi. Nên tôi đề nghị là ở đây là ngoài Sở Nông nghiệp thì còn trách nhiệm của các huyện, thành phố, trách nhiệm của các xã phường trong vấn đề quản lý. Chứ không, cái lĩnh vực này không chỉ của Sở Nông nghiệp. Vấn đề lấn chiếm gây ách tắc dòng chảy, rồi là vấn đề xây nhà vi phạm vào các công trình vi phạm vào hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, thì trách nhiệm đây là không chỉ của riêng của Sở Nông nghiệp mà còn của các huyện, thành phố nữa. Thì tôi đề nghị như thế. Và cái thứ năm là phải tăng cường thu hút và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ sản xuất nông nghiệp. Cái này thì tỉnh cũng đã chủ trương và có cả một cơ chế rồi. Khi mà các cái nhà máy mà đầu tư vào lĩnh vực nông thôn để tiêu thụ các cái sản phẩm nông nghiệp thì đều có cái chính sách ưu đãi cả. Thì cái này là ông Sở Nông, Giám đốc Sở cũng phải cùng với các huyện nghiên cứu đề xuất những cái doanh nghiệp cụ thể để chúng ta phát triển. Rồi phối hợp với ngành công thương có hướng dẫn thẩm định và công nhận nhãn hiệu nông sản hàng hóa và cái quảng bá tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Đấy, như ông Phó Chủ tịch Ủy ban tỉnh vừa có ý kiến. Thế còn về vấn đề xây dựng nông thôn mới thì tôi đề nghị là chúng ta đến bây giờ là có khoảng trên 90 xã là đạt 19 tiêu chí rồi. Thế và công nhận thì chúng ta đạt 60% của 145 xã rồi. Thế còn những xã còn lại thì đề nghị là Sở Nông nghiệp với cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo tỉnh đấy là tham mưu để làm sao có cái kế hoạch lộ trình và giải pháp cụ thể để chúng ta phấn đấu các cái tiêu chí còn lại. Báo cáo với các vị, đến bây giờ toàn tỉnh của chúng ta theo báo cáo của Ban tỉnh là bình quân là đạt 18 tiêu chí trên một xã rồi. Như vậy chỉ còn một tiêu chí nữa thôi. Thế làm sao chúng ta có lộ trình để phấn đấu làm sao đến hết năm 2020 thì chúng ta đạt được 100%, nhưng đồng thời lại tiếp tục có cái hướng dẫn và để thẩm định các xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới theo kiểu mẫu. Ông Lương Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng, trả lời ý kiến cử tri các địa phương về công tác quản lý xây dựng, quy hoạch như dự án chỉnh trang khu đô thị thôn Văn Huế chậm tiến độ, vấn đề nhà ở cho người thu nhập thấp, nhà ở công nhân, quản lý quy hoạch kiến trúc xây dựng, việc triển khai dự án đất ở dân cư 3 ha ở các xã nhằm tạo nguồn xây dựng nông thôn mới chậm, khó khăn cho cấp xã. Sau phần trả lời chất vấn của ông Giám đốc Sở Xây dựng, ông Đỗ Xuân Tuyên, chủ tọa kỳ họp nhấn mạnh. Riêng cái nhóm vấn đề liên quan đến xây dựng và quản lý đô thị thì chủ tọa kỳ họp có mấy ý kiến thế này. Thứ nhất ấy, là về vấn đề triển khai một số cái dự án trên địa bàn của tỉnh còn chậm, mà trong đó có nguyên nhân liên quan trực tiếp đến công tác giải phóng mặt bằng. Thì ở đây báo cáo với các vị đại biểu hội đồng, với các vị đại biểu tham dự kỳ họp là vấn đề giải phóng mặt bằng ở đây
là trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân huyện. Nên là Ủy ban Nhân dân huyện để thành lập cái hội đồng, rồi cái ban giải phóng mặt bằng, rồi chỉ đạo các cấp các ngành của huyện để mà trực tiếp kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất, rồi ra quyết định thu hồi đất đến từng hộ gia đình và lập phương án bồi thường và phê duyệt phương án bồi thường. Thế mà khi đã phê duyệt phương án bồi thường rồi, chi trả cho các hộ dân theo đúng quy định. Thế mà các hộ dân không chấp hành thì phải thực hiện các cái biện pháp cưỡng chế giải phóng mặt bằng theo quy định. Nên là tôi đề nghị ở đây là một số cái công trình mà trong cái ý kiến của cử tri ở Mỹ Hào đấy, thì tôi đề nghị là Ủy ban Nhân huyện Mỹ Hào phải quan tâm đến vấn đề giải phóng mặt bằng. Đấy, tôi đề nghị như thế. Và phải kiên quyết cái này. Cái thứ hai, nhân đây tôi nói về liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng các doanh nghiệp đầu tư dự án sản xuất trên địa bàn của tỉnh, mà có những dự án lâu rồi, có thể 5 năm rồi hoặc hơn nữa mà chưa giải phóng được mặt bằng, chỉ còn có một vài hộ thôi. Thì tôi đề nghị là theo quy định và theo luật đất đai ấy, thì vấn đề thỏa thuận giữa doanh nghiệp và các hộ dân là vấn đề đó là thỏa thuận để với cái giá mà nó tương đương với giá thị trường. Tương đương với giá thị trường. Thế mà nếu còn các hộ đó ấy, các hộ đó mà không nhận tiền, không giải phóng mặt bằng, thì tôi đề nghị là Ủy ban Nhân dân huyện rồi các sở ngành của tỉnh phối hợp xác định cái giá đất theo 5 cái phương pháp xác định giá đất mà Thủ tướng Chính phủ quy định. Và sát với cái giá thị trường mà thông báo để cho doanh nghiệp đền bù. Thế mà hộ dân lúc đó mà đã sát với giá thị trường theo quy định rồi mà các hộ dân không nhận thì chúng ta cưỡng chế. Chứ không thể để tình trạng báo cáo với các ông chí là có những dự án doanh nghiệp có lẽ là có những dự án 3 năm, 5 năm, thậm chí lâu nữa chưa giải phóng mặt bằng rồi. Hàng trăm hộ chỉ còn có vướng một vài hộ được bạn. Mà cái phương pháp là thỏa thuận giữa doanh nghiệp tương đương với giá thị trường, thì nếu các hộ đó không nhận cái giá thỏa thuận đó thì xác định giá tương đương và chúng ta lập phương án bồi thường đền bù và không được tổ chức cưỡng chế. Đây là tôi báo cáo với các vị và đây tôi đề nghị với các huyện lưu ý về vấn đề đó. Chứ không thì tôi thấy là một số dự án lâu lắm, có khi chỉ còn vướng có vài ba hộ thôi mà không giải phóng mặt bằng nổi, không giải phóng mặt bằng nổi đâm ra chậm cả cái dự án. Thế nhưng đồng thời chúng ta phải thường xuyên rà soát quy hoạch, kiểm tra cái việc triển khai các cái dự án theo quy định, chứ tránh tình trạng đấy, tránh tình trạng mà như ông giám đốc sở xây dựng báo cáo ấy. Lúc mà trình phê duyệt dự án thì rất đảm bảo tỷ lệ bao nhiêu phần trăm là diện tích làm đô thị thôi, còn bao nhiêu phần trăm là công trình công cộng, bao nhiêu là cây xanh, khu vui chơi giải trí. Nhưng sau đó thì lại không đảm bảo cái tiền lệ đó. Không đảm bảo cái tiền đó. Đấy, không đảm bảo tiền đó. Thì tôi đề nghị là cái trách nhiệm kiểm tra, giám sát ở đây là vừa công trình nào thuộc sở xây dựng, công trình nào thuộc địa phương thì các huyện, các đồng chí phải lưu ý. Ở huyện có phòng quản lý đô thị, rồi ở thành phố là phòng quản lý đô thị, ở huyện là phòng kinh tế hạ tầng. Thì các đồng chí phải làm. Đấy, phải làm và phải kiểm tra. Cái thứ hai là phải có giải pháp xử lý nghiêm các cái đồ án quy hoạch dự án treo. Đó. Các ông chí là phải thẩm tra và báo cáo. Và vấn đề quy hoạch ở đây này, tôi đề nghị là khi mà tiến hành làm quy hoạch ấy, là quy hoạch phải sát với thực tế của địa phương và phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Và tôi đề nghị là lưu ý cái việc lấy ý kiến của các tổ chức nhân dân trong khu vực quy hoạch để nâng cao cái tính khả thi của quy hoạch. Thì những cái đồ án quy hoạch những cái khu lớn ấy, những cái dự án lớn ấy, thì trước khi mà trình phê duyệt quy hoạch thì lấy những ý kiến của các tổ chức, lấy ý kiến tổ chức của các tổ chức để làm sao mà mình tranh thủ ý kiến được của cộng đồng dân cư và đặc biệt của cái địa phương đó, địa phương thực hiện dự án đó, thì cái dự án chúng ta sẽ triển khai nó khả thi. Và cái thứ ba là phải sở là phải tham mưu để làm sao mà có giải pháp tạo cái nguồn vốn để triển khai cái chương trình nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà hỗ trợ người có công, người nghèo và nhà ở của công nhân ở khu công nghiệp. Đấy, cái này thì đây cũng là một vấn đề. Đây cũng là một vấn đề mà cử tri quan tâm. Cử tri quan tâm vấn đề bây giờ quản lý các công nhân thế nào. Đấy, nếu mà có nhà ở công nhân thì chúng ta quản lý rồi tuyên truyền vận động thì nó dễ. Nhưng bây giờ hiện nay là nhà ở công nhân còn thiếu và chưa có thì
vấn đề quản lý công nhân, rồi tuyên truyền vận động, rồi triển khai các cái chủ trương chính sách, đặc biệt vừa rồi những vấn đề liên quan đến vấn đề an ninh đô thị, an ninh nông thôn thì vấn đề đó rất cần thì tôi đề nghị như thế. Thế và phải tăng cường thanh tra, kiểm tra chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn. Và có đây thì tôi đề nghị là vai trò của Sở Xây dựng, vai trò của Ủy ban nhân dân huyện là phải làm rõ cái vai trò của các đơn vị tư vấn giám sát nữa. Bởi vì ở đây báo cáo các ông chí là quản lý chất lượng công trình. Ngoài cái trách nhiệm của chủ đầu tư, ngoài trách nhiệm của cơ quan nhà nước đó là Sở Xây dựng và Ủy ban nhân các huyện thành phố, thì cái vấn đề là chúng ta chọn nhà thầu tư vấn giám sát công trình như nào. Bởi vì ông tư vấn giám sát là ông ký với chủ đầu tư, ông chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư giám sát cái vấn đề triển khai thi công công trình đó có đảm bảo theo đúng đồ án, về đồ án được phê duyệt hay không. Rồi trong quá trình thi công nếu tư vấn giám sát thấy chưa đảm bảo chất lượng thì yêu cầu dừng lại báo cáo lại chủ đầu tư để tiến hành xử lý. Thì vấn đề này rất quan trọng, chứ không chỉ có Sở Xây dựng, không chỉ có ủy ban đâu, huyện thành phố đâu, chủ đầu tư đâu, mà trách nhiệm nữa là của tư vấn giám sát công trình. Đấy thì mới đảm bảo được chất lượng công trình. Thì ở đây thì tôi đề nghị như thế. Thế rồi là chúng ta phải tăng cường công tác quản lý, kiểm tra xử lý nghiêm các công trình xây dựng trái phép và không phép. Đấy như tôi báo cáo với các ông chí đấy. Nhà ở của người dân còn phải có giấy phép, mà giấy phép người ta cho theo quy hoạch xây dựng chung và quy hoạch kiến trúc cảnh quan đô thị. Thì chỗ nào xây dựng được 3 tầng, chỗ nào 4 tầng, vỉa hè, cốt nền cao bao nhiêu, tất cả các thứ là đều có cả. Thì chúng ta phải tăng cường kiểm tra xử lý những cái trường hợp vi phạm. Và tôi đề nghị là các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là Ủy ban nhân các huyện thành phố, là khi mà phát hiện vi phạm là phải kiên quyết, ngoài xử phạt hành chính là phải tháo dỡ thì nó mới nghiêm được. Chứ không thì báo cáo với các ông chí là cứ họ nhà sau xây dựng là bắt trước họ nhà trước. Tôi nói ở thành phố Nguyên là trước đây có vừa phê duyệt quy hoạch xây dựng chung, vừa quy hoạch xây dựng quản lý đô thị, kiến trúc cảnh quan đô thị, chỗ nào là để yêu cầu là phải xây hết đất được cấp, chỗ nào phải xây để lại 3 mét, nó có quy hoạch cả. Chỗ nào khu phố nào là chỉ không được quá 3 tầng, nó có cả. Đấy thì chúng ta phải quản lý chặt như thế. Ba tầng là phiên nhà bao nhiêu mét vuông đấy, bao nhiêu mét chiều cao, nó có cả. Thì bây giờ chúng ta phải quy hoạch, phải quản lý quy hoạch đó. Và những trường hợp nào mà xây dựng không xin phép, hoặc xin phép rồi nhưng trái phép, trái với quy hoạch thì chúng ta phải xử lý nghiêm. Đấy thì tôi đề nghị là như thế. Thì cái này không chỉ có Sở Xây dựng đâu, mà cái này còn phải chủ tịch ủy ban nhân huyện, mà cụ thể là cái phòng quản lý đô thị ở thành phố và cái phòng kinh tế hạ tầng ở cấp huyện, chúng ta phải tham mưu quản lý cái này cho chặt. Rồi ở xã là cán bộ địa chính xây dựng của xã phải làm được cái việc này. Đánh giá phần trả lời chất vấn của ông Đặng Văn Diên, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, ông Đỗ Xuân Tuyên, chủ tọa kỳ họp lưu ý, lãnh đạo sở cần tập trung một số vấn đề sau. Thứ nhất ấy, là vấn đề giải quyết lao động. Đặc biệt là lao động ở nông thôn. Thì tôi đề nghị là ông Giám đốc sở cùng với phải phối hợp với các huyện thành phố để làm tốt cái công tác dự báo cái nhu cầu lao động của các cái doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Từ đó thì sẽ phối hợp với doanh nghiệp, rồi phối hợp với các cái cơ sở đào tạo nghề để làm sao mà ưu tiên đào tạo nghề và giải quyết việc làm, đảm bảo cái nhu cầu của doanh nghiệp. Đấy mới là cái quan trọng. Đào tạo ra rồi nhưng phải cái người lao động phải có việc làm. Thế và trong đó là đặc biệt ưu tiên đến các cái đối tượng. Ở đây là đối tượng là bộ đội này, công an xuất ngũ và lao động ở nông thôn và lao động ở hộ nghèo. Thứ hai nữa là chúng ta phải tiếp tục thực hiện có hiệu quả cái chính sách hỗ trợ xuất khẩu lao động đi làm việc ở nước ngoài. Tôi cho rằng đây là một vấn đề mà cử tri quan tâm, rất là quan tâm về vấn đề giải quyết lao động việc làm, và đặc biệt là lao động việc làm ở khu vực nông thôn. Thế nên cái lĩnh vực này thì đề nghị ông Giám đốc sở lưu ý cái đó. Cái nội dung thứ hai là tôi đề nghị ông Giám đốc sở, ở đây là ông Giám đốc sở rồi nhưng mà phải trách nhiệm của huyện thành phố nữa, rồi trách nhiệm của xã phường thị trấn nữa. Và ở huyện thành phố là ông Phòng Lao động Thương binh Xã hội,
Còn ở xã phường nó cán bộ phụ trách lĩnh vực, cái công chức ấy, phụ trách lĩnh vực lao động xã hội, lương bảo hiểm xã hội, để làm sao mà thường xuyên rà soát, xét duyệt các đối tượng để mà để được hưởng cái chế độ chính sách đảm bảo công bằng này, công khai, chính xác và khách quan đúng quy định. Về phần trả lời chất vấn của ông Nguyễn Văn Phê, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, trả lời ý kiến cử tri về dạy thêm học thêm, đổi mới của ngành giáo dục, phân luồng học sinh. Ngày mai, kỳ họp thứ 6, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 tiếp tục bước vào ngày làm việc thứ 3 và họp phiên bế mạc. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên kiểm tra việc thực hiện đầu tư các dự án cấp nước trên địa bàn. Hiện nay trên địa bàn thành phố có 3 doanh nghiệp cung cấp nước sạch và mới chỉ cung cấp nước sạch được cho 47,4% số hộ dân trên địa bàn thành phố, tỷ lệ thấp chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Minh Quang đề nghị thành phố sớm thành lập ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, có biện pháp cụ thể giao chỉ tiêu cho các địa phương đơn vị liên quan trong lắp đặt đường ống cũng như đấu nối các đồng hồ trên địa bàn. Cùng với đó, cần tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động giải thích để người dân hiểu về ý nghĩa tầm quan trọng của việc sử dụng nước sạch, từ đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đồng chí Nguyễn Minh Quang cũng yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp nước sạch cần đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn thành việc lắp đặt các hệ thống đường ống tới tất cả các thôn, khu phố, các cụm dân cư trên địa bàn các phường xã, đồng thời có các giải pháp thiết thực trong việc thống nhất giá cả lắp đặt đồng hồ để mọi người dân đều có thể tiếp cận với việc sử dụng nguồn nước sạch đảm bảo an toàn, hợp vệ sinh. Thực hiện nghị quyết Trung ương số 18, số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và kế hoạch 88 của tỉnh ủy Hưng Yên về đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, huyện Văn Giang là huyện dẫn đầu tỉnh về tổ chức sắp nhập một số cơ quan để giảm đầu mối. Từ tháng 5 năm 2018, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện. Theo kế hoạch trong năm 2018, huyện tiếp tục tổ chức sắp nhập để trưởng ban dân vận huyện ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc huyện. Cũng trong năm 2018, huyện sẽ sắp nhập trường tiểu học và trung học cơ sở Phụng Công do có quy mô lớp học nhỏ thành trường phổ thông có 2 cấp học, đồng thời chuyển chức năng nhiệm vụ và viên chức y tế học đường của các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập về trạm y tế xã, thị trấn quản lý. Nhân tháng hành động vì trẻ em và ngày gia đình Việt Nam năm 2018, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị tuyên dương gia đình công an tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, biểu dương con cán bộ chiến sĩ công nhân viên đạt thành tích trong học tập năm học 2017-2018, trao giải cấp bộ cuộc thi viết vẽ con yêu mẹ chiến sĩ công an và truyền thông vì cuộc sống an toàn lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số. Tại hội nghị, có 6 gia đình công an tiêu biểu và 48 cháu học sinh là con cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên công an tỉnh đã đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi năm học 2017-2018. Trong đó, 5 cháu đạt giải quốc gia và khu vực, 13 cháu đạt giải cấp tỉnh và 30 cháu đạt giải cấp huyện, 6 cháu đạt giải cấp bộ, cuộc thi viết vẽ con yêu mẹ, chiến sĩ công an. 700 cháu đã đạt danh hiệu học sinh giỏi, 36 cháu học sinh vượt khó vươn lên trong học tập đã được giám đốc công an tỉnh khen thưởng. Theo ước tính, năm nay sản lượng nhãn ở huyện Khoái Châu tăng gấp 1,5 lần so với năm ngoái. Toàn huyện hiện trồng 1.600 ha nhãn, giống nhãn được trồng chủ yếu trên địa bàn huyện là nhãn biển thiết chín muộn, chiếm khoảng 80%. 20% diện tích còn lại là giống nhãn chín sớm như nhãn Hương Chi, nhãn Đường Phèn. Các xã có nhiều diện tích nhãn là Hàm Tử, Dạ Trạch, Đông Kết và Bình Minh. Năm 2017, sản lượng nhãn toàn huyện đạt 12.600 tấn, trị giá 315 tỷ đồng. Năm nay với tỷ lệ độ quả cao, sản lượng nhãn ước đạt 20.000 tấn, giá trị khoảng 340 tỷ đồng. Dự kiến cho thu hoạch từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 dương lịch. Hiện tại, nhãn đang trong giai đoạn đuôi quả, bà con nông dân đang tập trung chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho nhãn. Chương trình thời sự sẽ được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn,
Trong những ngày vừa qua, hàng trăm hộ dân đang sinh sống tại chung cư thu nhập thấp PH đã treo băng rôn khắp tòa nhà và yêu cầu nhà đầu tư hạ giá các khoản thu và dịch vụ tại đây. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Dự án chung cư PH Hương Yên trên đường Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hương Yên là hàng chục băng rôn với các nội dung như yêu cầu chủ đầu tư điều chỉnh giá các loại dịch vụ, đề nghị cấp sổ hồng và bàn giao căn hộ theo đúng thỏa thuận hợp đồng đã ký với người mua căn hộ. Nhóm phóng viên đã tiếp xúc với nhiều hộ gia đình tại chung cư PH và được chứng kiến sự bức xúc của người dân ở đây về chất lượng dịch vụ và 5 khoản thu tiền dịch vụ. Thậm chí, các hộ còn cho rằng không có quyền gì với căn hộ đã được hợp đồng mua bán thông qua tiền ký vay ngân hàng khi căn hộ đã là tài sản của mình. Tài khoản thu phí dịch vụ đang được người dân đây thắc mắc và cho rằng ban quản trị tòa nhà thu cao với mức phí 3.000 đồng một mét vuông trên tháng. Đồng thời cho rằng mức thu này là không có căn cứ và chưa có sự thống nhất của các hộ dân tại đây. Mình chưa có một tiếng nói gì đối với căn hộ của mình. Yêu cầu chủ đầu tư làm theo đúng cái hợp đồng mà chúng tôi đã ký với chủ đầu tư, cũng như là về việc bàn giao căn hộ. Và khi bàn giao căn hộ thì chúng tôi mới có những các cái quyền ký hợp đồng là điện này, nước này và tất cả các phí. Đấy là nghĩa vụ của chúng tôi và cái quyền của chúng tôi. Vì tất cả những cái chúng tôi dùng đến bây giờ tất chỉ cả ở trong hợp đồng cũng là tạm tính. Thì vậy thì chúng tôi sẽ phải tạm ở đến bao giờ? Khi mà mới về ở thì công trình chưa hoàn thiện đầy đủ. Ví dụ như là vệ sinh chung của tất cả, rồi là kể cả về vấn đề an ninh, điện, nước, bảo vệ. Theo như nhà tôi dùng thì những cái vòi mà sử dụng bằng inox là rỉ sét. Còn tôi không biết là nước nó sạch hay nó bẩn. Và chúng tôi ở thì chúng tôi cũng xác định là phí dịch vụ là chúng tôi phải đóng, nhưng làm sao để cho nó thỏa đáng. Nhưng mà thu cái phí, mức phí mà theo chủ đầu tư và ban quản lý đưa ra thì dân tình không nhất trí. Khoản thu phí dịch vụ đang được người dân đây thắc mắc và cho rằng ban quản trị tòa nhà thu cao với mức phí 3.000 đồng một mét vuông trên tháng. Đồng thời cho rằng mức thu này là không có căn cứ và chưa có sự thống nhất của các hộ dân tại đây. Chúng tôi hiện tại bây giờ chúng tôi cũng chưa biết được cái văn bản cụ thể của tỉnh đã quy định là cái mức thu nó như thế nào. Nhưng bây giờ chủ đầu tư đã yêu cầu tất cả các cái hộ dân chúng tôi trong tòa nhà là phải nộp cái phí dịch vụ đấy, và có một số hộ mà không nộp thì chủ đầu tư người ta sẽ sử dụng các cái biện pháp, ví dụ chẳng hạn như là dọa cắt điện, rồi để dọa cắt vệ sinh, rồi cắt nước, và ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống sinh hoạt của anh em tôi trong tòa nhà này. Bên cạnh đó, mức thu đối với tiền dịch vụ trông giữ xe ô tô, xe máy còn cao so với mặt bằng chung của tỉnh. Theo đó, giá trông giữ xe của tổ bảo vệ tòa nhà được áp dụng từ năm 2017 đến nay với xe máy là 8.000 đồng một xe một tháng và ô tô là 400.000 đồng một xe một tháng. Để làm rõ các khoản thu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên PH Hương Yên mà đại diện là ban quản trị tòa nhà M1.2 chung cư thu nhập thấp PH, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chúng tôi đề cập tiếp trong chương trình thời sự sau. Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 7, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án giả mạo trong công tác xảy ra tại Trung tâm Y tế huyện Mỹ Hào, đồng thời khởi tố 4 bị can. 4 bị can gồm ông Nguyễn Kim Hữu, nguyên giám đốc trung tâm, bà Lê Thị Kim Oanh, phó giám đốc trung tâm, ông Nguyễn Quốc Tuấn, trưởng khoa ngoại và bà Phạm Thị Thúy, cán bộ điều dưỡng. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng trên đã lập và cấp các giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, trong đó ghi khống nội dung khám chữa bệnh cho nhiều công nhân làm việc tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và Hải Dương. Trên thực tế, người lao động không bị ốm đau gì, không trực tiếp khám chữa bệnh mà chỉ xin giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội để hợp lý số ngày nghỉ, đồng thời làm thủ tục thanh toán để hưởng sai chế độ, gây thất thoát quỹ bảo hiểm xã hội. Hiện cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp ngăn chặn và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng Nguyễn Kim Hữu, Lê Thị Kim Oanh và Phạm Thị Thúy. Mặt khác, tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ để đưa vụ việc ra xử lý theo quy định của pháp luật. 6 tháng đầu năm nay, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh tiếp tục cơ bản được ngăn chặn, đẩy lùi, tuy nhiên vẫn có xu hướng diễn biến phức tạp. Theo tổng hợp của Công an tỉnh, 6 tháng đầu năm, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ 159 vụ buôn bán, vận chuyển và tàng trữ trái phép chất ma túy với 246 đối tượng, tăng 35 vụ, 54 đối tượng so với cùng kỳ năm 2017. Công an các địa phương đã thu được gần 1.900 gram heroin, trên 2.000 gram ma túy tổng hợp, 122 cây thuốc viện,
100 ml methamphetamine, gần 29 gram ketamine, 3,882 gram thuốc viện và nhiều vật chứng liên quan. Lực lượng chức năng đã khởi tố 128 vụ với 155 bị can, xử lý hành chính 19 vụ với 63 đối tượng. Đã đưa được 66 đối tượng nghiện ma túy đi cai nghiện tập trung. Nguyên nhân chủ yếu gây nên tình trạng tội phạm ma túy gia tăng là do ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế, coi thường pháp luật, bị cám dỗ bởi lợi nhuận từ việc buôn bán ma túy. Ngoài ra, công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật trên địa bàn có nơi, có lúc chưa thực sự hiệu quả. Vấn nạn ma túy gia tăng đang kéo theo những tệ nạn xã hội khác xảy ra như tệ nạn trộm cắp, cướp giật, đặc biệt là các vụ giết người làm mất an ninh trật tự tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tối mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, ngoài các tin tức thời sự diễn ra trong ngày, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Gia đình ông Nguyễn Văn Phi ở thôn Bình Lăng, xã Tiền Phong, huyện Ân Thi thu hoạch nhãn sớm cho giá trị kinh tế cao. Công ty mây che đan Phú Minh Hưng tạo việc làm cho nhiều lao động. Cựu chiến binh Vũ Công Ngoại ở thôn Đa Quang, xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ tích cực đóng góp xây dựng nông thôn mới. Kính mời quý vị và các bạn chú đón xem.